và chào các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại với cái câu hỏi dành cho mẹ chồng và nàng dâu. Và có một cái câu hỏi ngày hôm nay rất là đặc biệt và Ngân muốn chia sẻ với các bạn, của một bạn học viên đã hỏi Ngân. Bố mẹ em rất là rộng rãi với người ngoài, cái gì cũng mang ra cho người ngoài hết, thậm chí con cái trong nhà không có mà sử dụng. Vậy thì các bạn nghĩ là cái câu hỏi mà ngày hôm nay Ngân dành cho bạn đó là gì không? Các bạn có nghĩ là ba mẹ của các bạn rất là tuyệt vời không? Ngân chắc hẳn là nếu như Ngân là người hàng xóm, Ngân là người ngoài thì Ngân cảm thấy là ba mẹ của các bạn rất là tuyệt vời và là một người vô cùng tuyệt vời luôn các bạn. Và Ngân nghĩ rằng ba mẹ em rất nhiều người yêu mến, rất nhiều người trong cuộc đời của ông bà được nhiều người yêu mến và kính trọng. Bởi vì ông bà biết hy sinh, ông bà biết hy sinh bản thân của mình, ông bà biết hy sinh để cho người khác cái tốt nhất. Các bạn có biết không, không chỉ riêng vì ba mẹ các bạn đâu, ba mẹ của Ngân cũng giống như vậy, ba mẹ của những người khác cũng giống như vậy thôi. Bởi vì sao? Không phải các bạn nghĩ đó là sĩ diện đâu, mà bởi vì ông bà đang dạy cho các bạn một cái đức tính, đó là biết hy sinh. Biết hy sinh những cái gì mình đang có cho người khác. Khi mà các bạn học được cái bài học này, các bạn sẽ thấy được rằng tình yêu thương giữa con người với con người nó đáng quý lắm các bạn, chứ không phải là những cái vật chất như thế này đâu. Ba mẹ của các bạn đang dạy cho các bạn một bài học thực sự rất là tuyệt vời, và các bạn cần phải học cái bài học đó. Không phải để cho cái cuộc sống mình nó cơ cực, mà cho các bạn biết cảm nhận giữa tình cảm giữa con người với nhau. Nếu như các bạn biết được điều đó, các bạn sẽ có một cái nhìn khác, các bạn sẽ có một cái góc độ khác, và các bạn sẽ có một cái tư duy khác. Nó sẽ giúp cho cuộc sống của bạn vui vẻ hơn rất là nhiều, giúp cho các bạn không bị vướng mắc bởi những cái vật chất, những cái tiện nghi của cuộc sống. Và các bạn sẽ hiểu ra được là có cũng được, không có cũng được. Và để học được điều đó thì người ta sẽ mất rất là nhiều năm tháng, nhưng kiến thức đó ba mẹ của các bạn đã dạy các bạn đó. Vậy thì tại sao các bạn lại không trân trọng điều đó? Nếu như là Ngân là con cái của ba mẹ các bạn, Ngân sẽ rất vui vì điều đó. Ngân rất hạnh diện với ba mẹ của mình là một người rất là tuyệt vời và đầy tình yêu thương. Và các bạn có biết không, khi mà Ngân mua sữa cho mẹ của Ngân uống á, thì Ngân thường mua 2 đến 3 hộp, chứ Ngân không hề mua 1 hộp các bạn. Bởi vì Ngân biết rằng mẹ cũng hay đi cho người khác lắm. Nhưng mà không sao, Ngân mua 2 đến 3 hộp các bạn. Và Ngân dặn mẹ là hộp này là để cho nè, và hộp này là để dành nè, và hộp này là để uống nè. Đó, Ngân dặn sẵn luôn đó. Và cái điều đó sẽ giúp cho các bạn cố gắng hơn. Các bạn sẽ cố gắng kiếm được nhiều tiền hơn mỗi một ngày. Các bạn sẽ cố gắng giúp cho mẹ, giúp cho các bạn. Cha mẹ đã giúp cho các bạn làm từ thiện đó, cha mẹ đã giúp cho các bạn trao đi tình yêu thương đó, thay mặt các bạn làm điều đó đó, và cho các bạn một cái động lực để mà các bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn.